Thưa quý vị, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở có vị trí quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo các giá trị văn hóa của người dân, giảm bớt khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền, đồng thời thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước. Tuy nhiên, thực tế cho thấy với nguồn ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, thì việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở là một thách thức lớn và việc huy động các nguồn lực xã hội hóa cho công tác này cũng đang còn gặp nhiều khó khăn. Để chuẩn bị cho buổi tuyên truyền tới cử tri về việc tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến về đề án sắp xếp điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lục Ngạn, hôm nay, ông Đoàn Tăng Huấn, trưởng thôn Phượng Khê, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đến nhà văn hóa thôn để kiểm tra công tác chuẩn bị. Dù loay hoay mất một lúc, song ông Huấn vẫn không thể khởi động được hệ thống điện trong nhà văn hóa mà như ông chia sẻ là vừa mới sửa xong. Không có điện, mọi cửa sổ trong nhà văn hóa thôn đều được tận dụng để đón ánh sáng tự nhiên. Song nếu như hệ thống điện không được sửa chữa kịp thời thì buổi tuyên truyền diễn ra tối nay cũng phải hoãn lại. Tương tự như hệ thống điện, các trang thiết bị trong nhà văn hóa thôn Phượng Khê cũng rất sơ sài, bụi bặm và cũ kỹ. Dù ông trưởng thôn chia sẻ các hoạt động vẫn diễn ra thường xuyên ở đây, song dấu vết thời gian cũng đã hiện rõ trong nhà văn hóa có tuổi đời đã hơn 30 năm. Và với cơ sở vật chất như thế này, rất khó để các hoạt động của người dân trong thôn diễn ra được thuận lợi. Nhà văn hóa thì diện tích thì hẹp, không đủ diện tích để nhân dân ngồi, về ngồi ra cả diện tích ngoài hiên. Đấy, còn trang thiết bị thì thiếu thốn, không có. Đấy thì còn khu vệ sinh cũng không. Tại một địa bàn khác của xã Phượng Sơn là thôn Hạ Mã, nhà văn hóa của thôn này được xây dựng cũng ngót nghét 20 năm. Không chỉ xuống cấp mà diện tích chật hẹp bên trong với sức chứa chưa đến 40 người cũng khiến cho các hoạt động diễn ra tại đây bị hạn chế. Trong khi đó, Phượng Sơn là một trong bốn xã đông dân nhất của huyện Lục Ngạn với hơn 3.000 hộ, xấp xỉ gần 14.000 nhân khẩu. Vì vậy, việc nhà văn hóa ở nhiều thôn không đáp ứng được yêu cầu và nhu cầu sử dụng của người dân thật sự là vấn đề nan giải. Các cái buổi chiều thì chi hội phụ nữ, chi hội người cao tuổi đến đây là tập rất hăng say, nhưng mà một đội văn nghệ là không phải là từ 10 người trở lên, nên trong kia nó hẹp để không thể tổ chức một cái bài tập nào để cho nó hoàn chỉnh cả. Và kinh phí của địa phương thì trong những năm qua thì vẫn còn hạn hẹp, cho nên chưa được đầu tư đồng bộ, cũng như là chỉ có sơ bộ là sửa chữa cũng chưa mới. Vấn đề thiếu nguồn lực đầu tư cho các thiết chế văn hóa cơ sở như ở Bắc Giang cũng là tình trạng chung diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính đến hết tháng 3 năm 2023, cả nước có 77,4% xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hóa thể thao, 76% làng, thôn, bản ấp có nhà văn hóa, khu thể thao. Và để nâng tỷ lệ này lên con số 100% trong bối cảnh nguồn lực của nhà nước còn hạn hẹp như hiện nay, thật sự là một bài toán khó. Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa theo như là tính toán của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì cũng chỉ đáp ứng được khoảng 50% cái kinh phí đó. Thứ hai là về công tác xã hội hóa thì nếu mà có huy động thì chủ yếu là các mạnh thường quân, người ta hay đầu tư vào các cái thiết chế văn hóa truyền thống như là đình, đền, chùa, nó liên quan đến tâm linh, bởi người ta nghĩ là đấy cái chuyện công đức để người ta sẽ được bù đắp về mặt tinh thần, về mặt tâm lý. Thế còn nếu mà những thiết chế văn hóa mới được cực kỳ khó. Các địa phương và các cơ quan thì đều nói rằng là tiền của nhà nước ấy, thì nhà nước không tiếc, chỉ tiếc là nhà nước không có tiền thôi. Tức là cái ngân sách của chúng ta thì nó rất là cố định, rất là hạn chế. Thứ hai nữa, chúng ta cũng thấy được chính sách của chúng ta không thực sự là cởi mở, không thực sự là phù hợp với các thiết chế văn hóa, khiến cho các cái thiết chế văn hóa rất là khó áp dụng, cũng như là khó trong cái việc là có thể huy động được nguồn lực xã hội cho các cái thiết chế văn hóa đó. Trong bối cảnh nguồn lực của nhà nước còn hạn hẹp, đòi hỏi nỗ lực rất lớn của các địa phương trong việc huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở. Và khái niệm nhà văn hóa không đồng, tức là không dùng một đồng nào từ ngân sách nhà nước, mà hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa huy động trong nhân dân, là một ví dụ điển hình trong việc chủ động gỡ khó của các địa phương. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam tại tỉnh Yên Bái. Nhà văn hóa thôn Trung Sơn ở xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái được xây dựng với quy mô 1.000 m², diện tích xây dựng là 185 m² với đầy đủ các công trình phụ trợ. Điều đặc biệt là toàn bộ nguồn kinh phí đầu tư xây dựng nhà văn hóa này từ đất đai, tài chính cho đến nhân lực, vật lực, 100% đều huy động từ nhân dân. Tổng trị giá kinh phí cái nhà văn hóa của thôn Trung Sơn này là hơn 600 triệu, trong đó tính trị giá cái đất của nhân dân ủng hộ hiến đất là khoảng 180 triệu.
Thế còn lại hơn 400 triệu là hoàn toàn là nhân dân đóng góp. Huyện hỗ trợ bằng 20 tấn xi măng từ cái nguồn xã hội hóa của huyện. Gia đình nhà tôi cũng có cái miếng đất ở đây, nó 400 mét vuông. Gia đình tôi cũng xin tự nguyện để hiến cho thôn Trung Sơn để xây dựng nhà văn hóa thôn để cho bà con nhân dân ở đây để sinh hoạt cho nó thoải mái. Vui và tự hào là cảm xúc chung của bà con nhân dân ở thôn Trung Sơn. Vì từ sự đóng góp của họ, thôn đã có nhà văn hóa mới khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất. Cũng từ đây, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của người dân ngày càng phát triển, đạt được nhiều thành tích. Việc huy động nguồn lực từ nhân dân để xây dựng các nhà văn hóa không đồng ở huyện Yên Bình đã giúp cho địa phương chủ động trong việc phân bổ nguồn lực, linh hoạt và kịp thời trong đầu tư các công trình mà không phải dùng tới nguồn ngân sách của nhà nước để sớm về đích nông thôn mới, đồng thời phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tinh thần làm chủ và trách nhiệm của người dân trong việc tham gia đóng góp nguồn lực, giám sát quá trình xây dựng và trực tiếp thụ hưởng lợi ích do các thiết chế văn hóa cơ sở mang lại. Trước khi xây dựng thì địa phương cũng đã yêu cầu là các thôn là đều là tổ chức họp dân để xây dựng dự toán chi tiết với cái mức nào thì có thể là người dân trực tiếp đóng góp bằng tiền, đóng góp bằng ngày công. Sau đó cũng thành lập các cái tổ giám sát về vấn đề thu chi, giám sát về vấn đề xây dựng. Bà con nhân dân là người trực tiếp giám sát các cái nội dung đó. Sau khi xây dựng các công trình xong thì cũng tổ chức họp dân quyết toán công khai các cái nguồn thu chi. Trong nhiều năm trở lại đây, huyện Yên Bình đã vận động hình thành được cái quỹ hỗ trợ xây dựng nông thôn mới của huyện. Và cái nguồn lực của quỹ này được đóng góp từ việc hỗ trợ của các doanh nghiệp, công ty, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện, cán bộ, đảng viên trong toàn huyện. Với cơ chế mỗi nhà văn hóa thôn xây mới thì huyện hỗ trợ 20 triệu đồng hoặc 20 tấn xi măng. Thứ hai là thực hiện tốt chủ trương chỉ đạo chung của tỉnh ủy trên phương châm là giao nhiệm vụ khoán sản phẩm và thực hiện việc khen thưởng, động viên kịp thời. Tính đến hết năm 2023, 100% các nhà văn hóa thôn trên địa bàn huyện Yên Bình đã được đầu tư đạt chuẩn, đặc biệt là 50% trong tổng số 177 nhà văn hóa thôn được xây dựng từ nguồn đất do người dân hiến tặng và 100% các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện đều được xây dựng bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Các kết quả đó đã góp phần đưa huyện Yên Bình trở thành huyện thứ hai của tỉnh Yên Bái về đích nông thôn mới và là huyện đầu tiên của các tỉnh Tây Bắc đạt chuẩn huyện nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Mô hình xây dựng nhà văn hóa không đồng ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã cho thấy khi mà người dân được đặt ở vị trí trung tâm là chủ thể của quá trình tạo lập và thụ hưởng lợi ích từ các thiết chế văn hóa cơ sở, thì việc huy động sức dân trong đầu tư xây dựng các thiết chế này không phải là một điều quá khó khăn. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho việc huy động xã hội hóa các nguồn lực cũng như là xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở theo hướng căn cơ hơn, bài bản hơn, bảo đảm cho sự phát triển bền vững, thì mấu chốt vẫn phải là tháo gỡ các điểm nghẽn trong cơ chế chính sách. Cái luật thuế này chúng ta phải có các cái điều khoản để có những cái ưu đãi cho cái việc đầu tư cho các cái hoạt động của các cái thiết chế văn hóa. Chúng ta cũng cần có những cái ưu đãi về đất đai khi chúng ta triển khai cái luật đất đai này, các cái nghị định về hợp tác công tư này, hay là quản lý sử dụng tài sản công, nó phù hợp hơn đối với lại các thiết chế văn hóa. Trong cái bài học kinh nghiệm của các quỹ nước ngoài thì họ đầu tư cho văn hóa thì cái tiền đầu tư cho văn hóa đấy họ sẽ không bị tính thuế, hoặc ở các nước nó sẽ có cái luật tài trợ và hiến tặng, tức là những cái gì mà tài trợ hiến tặng nhất là cho văn hóa thì sẽ không bị tính thuế hoặc là sẽ được tính thêm vào cái gọi là thuế của doanh nghiệp chẳng hạn. Thế thì chúng ta cũng có những cái rất là khuyến khích cởi mở cho họ, nhưng tất nhiên là cũng phải có kiểm soát và có định hướng. Chúng ta cũng cần có những cái ví dụ tiêu biểu truyền cảm hứng cho các thiết chế khác nhau để các cái thiết chế có thể học tập kinh nghiệm của nhau trong việc huy động nguồn lực của xã hội. Những cái ví dụ mà chúng ta thấy ở Yên Bình, Yên Bái chẳng hạn, nếu chúng ta có một cái nhận thức rằng ấy, là đầu tư của nhà nước rất là quan trọng nhưng chỉ ở cái hình thức là vốn mồi mang tính định hướng, và cái nguồn lực quan trọng nhất đầu tư cho các cái thiết chế văn hóa phải là nguồn lực xã hội, thì lúc đó chúng ta sẽ có được các cái hoạt động, có được các cái chính sách, có được cái pháp luật nó phù hợp với lại cái nhận thức đó. Và thưa quý vị, đầu tư xây dựng một công trình giao thông, một tòa chung cư hay là một siêu thị thì có thể nhìn thấy lợi ích ngay trước mắt. Thế nhưng đầu tư một thiết chế văn hóa như là bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa thì lợi ích rất khó đong đếm mà phải mất nhiều năm, thậm chí là hàng chục năm thì mới thấy được kết quả. Đầu tư cho các thiết chế văn hóa là đầu tư cho tương lai. Có thiết chế văn hóa cơ sở thì những người nghèo, người dân ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa mới có cơ hội được tham gia các hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, vốn đem lại giá trị tinh thần rất lớn.
Vì thế đòi hỏi sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi những giải pháp thiết thực, gỡ nút thắt trong công tác huy động các nguồn lực xã hội, đầu tư cho thiết chế văn hóa cơ sở để đảm bảo văn hóa thực sự trở thành mục tiêu, động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.